Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp thịnh vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Trong tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, gặp thời hốt bạc, tiền tỷ chất cao như núi, giàu sang tột đỉnh. Chào mừng quý khán giả đã đến với Minh Đường Tử Vi, xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc viên mãn, tài lộc dồi dào, an khang thịnh vượng và phú quý vững bền. Quý bản mệnh Canh Thân sinh năm 1980 thân mến, chúng tôi không phải là thần thánh, nhưng với kiến thức tử vi và chiêm tinh học, chúng tôi hy vọng có thể giúp anh chị dự đoán trước những diễn biến trong tháng 11 năm 2024 âm lịch. Qua đó, anh chị có thể tự điều chỉnh bản thân, cải vận thay mệnh, hóa giải khó khăn và nắm lấy thành công bằng chính sự nỗ lực của mình. Đặc biệt, theo dự đoán chi tiết từ các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, tuổi Canh Thân 1980 đang đứng trước một tháng đầy cơ hội lớn để bứt phá và thay đổi cuộc đời một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, để tận dụng vận may này, anh chị cần hiểu rõ và tránh những rủi ro tiềm tàng. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi khám phá sâu hơn ngay bây giờ để hiểu rõ những cơ hội bùng nổ và những hiểm họa cần tránh trong tháng 11 này nhé. Người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, thường được biết đến với tính cách nổi bật, thông minh, nhanh nhẹn và đầy sự tò mò. Họ như ngọn gió mát lành, luôn không ngừng khám phá, học hỏi và làm mới bản thân. Với tinh thần sáng tạo và sự thích ứng tuyệt vời, những người tuổi này dễ dàng tạo dấu ấn ở bất cứ lĩnh vực nào họ đặt chân đến. Tuy nhiên, không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng. Người tuổi Canh Thân thường phải đối mặt với những biến động và thử thách. Những lúc như vậy, bản lĩnh kiên cường và tinh thần lạc quan trở thành người bạn đồng hành giúp họ vững bước vượt qua. Chính sự thông minh, khả năng giao tiếp tốt và sự khéo léo trong cách ứng xử đã giúp họ xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng lớn. Ở bất cứ nơi đâu, họ cũng được yêu mến và nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Trong công việc, người Canh Thân có năng lực quản lý tài chính đáng nể. Từ những cơ hội nhỏ bé, họ biết cách phát triển thành nền tảng vững chắc, rồi từng bước mở rộng quy mô. Dù có những lúc thăng trầm, họ vẫn luôn giữ vững lòng kiên trì và niềm tin, để rồi đến tuổi trung niên, họ thường đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cuộc sống tình cảm của người tuổi Canh Thân cũng là một mảng màu ấm áp. Họ là người mang trái tim chân thành, luôn quan tâm và dành tình yêu thương sâu sắc cho gia đình và người thân. Trong vai trò bạn đời, họ chung thủy và nỗ lực xây dựng hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, đôi lúc, họ cần học cách tiết chế cái tôi cá nhân và lắng nghe nhiều hơn để tình yêu thêm phần hòa hợp và viên mãn. Có thể nói, người tuổi Canh Thân mang trong mình tinh thần bất khuất như chú khỉ giữa rừng già, luôn tràn đầy năng lượng, sáng tạo và không ngừng vươn lên. Với tài năng và bản lĩnh, họ không chỉ chinh phục được những khó khăn của số phận mà còn khẳng định được giá trị bản thân trong cuộc sống. Họ là hình mẫu của những người dũng cảm, sống hết mình và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng mọi người. Xét tổng quan tháng 11 năm 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tháng 11 âm lịch hay tháng Bính Tý trong hệ thống Can Chi mang trong mình những sắc thái độc đáo của tự nhiên và văn hóa, vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp, vừa tĩnh lặng nhưng lại hứa hẹn một sự hồi sinh mạnh mẽ.
Đây là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong dòng tuần hoàn của trời đất, nơi tiết trời khép lại những ngày cuối cùng của năm cũ, đồng thời mở ra cánh cửa cho một chu kỳ mới đầy hy vọng. Giới tiết khí đại tuyết và đông chí, tháng Bính Tý là biểu tượng của sự giao thoa giữa âm khí cực thịnh và dương khí vừa chớm nở. Tiết đại tuyết, như tên gọi, là thời điểm mà băng giá và tuyết trắng bao phủ khắp các vùng đất lạnh, là dấu hiệu thiên nhiên đạt đến đỉnh cao của sự tĩnh lặng, ẩn mình. Sau đó, đông chí xuất hiện, đánh dấu ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm, nơi dương khí nguồn sinh khí của vạn vật bắt đầu hồi sinh từ sâu thẳm trong lòng đất trời. Theo kinh dịch, tháng Bính Tý ứng với quẻ Phục, một quẻ mang ý nghĩa sâu sắc về sự tái sinh và khởi đầu. Trong quẻ Phục, hình ảnh một hào dương duy nhất xuất hiện bên dưới năm hào âm cho thấy dương khí tuy nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng, sẵn sàng vượt qua bóng tối âm u để bừng sáng. Đây là biểu tượng của niềm tin vào tương lai, rằng dù hiện tại có lạnh giá, tĩnh lặng đến đâu, sự sống vẫn âm thầm nảy mầm, chuẩn bị cho những ngày mới tràn đầy năng lượng và sức sống. Thời tiết tháng này không chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà còn gắn bó chặt chẽ với đời sống con người. Tháng Bính Tý thường được xem là thời điểm lạnh nhất trong năm, khi áp suất khí quyển thay đổi đột ngột, gió mùa đông bắc thổi mạnh, khiến thiên nhiên rơi vào trạng thái ngủ đông. Động vật trú ẩn trong tổ, cây cối rụng lá và thu mình lại để bảo tồn năng lượng. Con người, trong vòng tay của gia đình và cộng đồng, dành thời gian tích trữ lương thực, sửa sang nhà cửa và chuẩn bị chống rét. Đây là giai đoạn lặng lẽ nhưng sâu sắc, nơi mỗi người học cách lắng nghe nhịp đập của thiên nhiên và tích lũy sức mạnh cho những đổi thay phía trước. Không chỉ có ý nghĩa thời tiết, tháng Bính Tý còn mang đến những bài học triết lý sâu sắc về dòng tuần hoàn của cuộc sống. Giữa cái lạnh cắt da và bóng tối âm u, dương khí dần sinh ra, nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Đây chính là bài học về sự kiên nhẫn, về niềm tin rằng sau mỗi mùa đông sẽ là mùa xuân, sau mỗi thử thách sẽ là những cơ hội mới. Tháng Bính Tý nhắc nhở chúng ta rằng mọi khó khăn đều là bước đệm cho sự khởi đầu, và trong mỗi kết thúc luôn tiềm ẩn một mầm sống đầy hy vọng. Hãy nhìn tháng 11 âm lịch không chỉ như một thời khắc của năm, mà như một hành trình của sự chuyển hóa từ lạnh giá đến ấm áp, từ tĩnh lặng đến sôi động, từ âm sang dương, từ bóng tối đến ánh sáng. Mùa đông không chỉ là thời điểm của cái rét mà còn là khởi nguồn của sự sống, nơi những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi để bừng nở, như những mầm cây nhỏ bé vươn mình dưới lớp đất phủ tuyết trắng. Trong tháng 11 năm 2024 sẽ là thời điểm của những mối quan hệ tốt đẹp và may mắn. Người độc thân sẽ được giới thiệu cho những người phù hợp và có thể tìm được tình yêu trong năm nay. Đối với những người đã có gia đình, hãy chú ý đến nguy cơ của kẻ thứ ba. Bản mệnh hãy luôn biết lắng nghe và hiểu nhau để duy trì hạnh phúc gia đình. Về sức khỏe, trong tháng 11 năm 2024 sẽ là thời điểm để canh thân duy trì sức khỏe tốt. Hãy giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh bằng cách duy trì lối sống lành mạnh và tránh làm việc quá sức. Khi gặp căng thẳng hãy chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh để giải tỏa và duy trì sức khỏe tốt. Tử vi trong tháng 11 năm 2024 của tuổi Canh Thân được đánh giá là khá tích cực và hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội mới, mặc dù phải đối mặt với tam tai. Nhưng sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp và cá tính mạnh mẽ sẽ giúp Canh Thân vượt qua những khó khăn và thử thách. Tháng 11 năm sẽ là thời điểm để Canh Thân gặt hái thành công lớn hơn trong công việc. Canh Thân sẽ có nhiều cơ hội kết nối với những người bạn mới và được giới thiệu cho những cơ hội việc làm tốt. Những người theo đuổi sự nghiệp sẽ khẳng định được vị thế của mình. Tuy vẫn có những khó khăn, nhưng cuối cùng Canh Thân sẽ đạt được thành quả như mong đợi. Tài chính trong tháng 11 năm 2024 của tuổi Canh Thân hứa hẹn nhiều cơ hội tăng thu nhập. Thành tích tốt trong công việc sẽ giúp Canh Thân nhận được khoản hoa hồng và thưởng lớn. Đối với những người kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô và thu được lợi nhuận cao. Ngoài ra, một số người còn có thể gặt hái may mắn từ các trò chơi hoặc đầu tư về mặt tình cảm. Tiếp ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện trong tháng 11 năm 2024 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Công danh, sự nghiệp, tháng 11 năm 2024 của người tuổi Canh Thân. Tháng 11 năm 2024 sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời đối với những ai tuổi Canh Thân trên con đường công danh, sự nghiệp. Dưới sự bảo trợ của những cát tinh mạnh mẽ, vận trình công việc của bạn sẽ có những bước tiến vượt bậc. Không chỉ trong việc đạt được những thành quả lớn mà còn trong việc xây dựng mối quan hệ xã hội và khẳng định bản thân trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Nếu như trước đây,
bạn luôn cảm thấy công việc chưa thực sự thăng hoa, thì giờ đây, những cơ hội quý giá sẽ xuất hiện như một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của bạn. Nhờ có sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp, những mối quan hệ xã giao sẽ trở nên đặc biệt quan trọng. Bạn sẽ không đơn độc trên con đường này, luôn có người đứng phía sau, sẵn sàng giúp đỡ, nâng đỡ và thậm chí là chỉ đường dẫn lối. Các mối quan hệ này không chỉ giúp bạn giải quyết những vấn đề trong công việc mà còn mở ra những cơ hội mới. Bạn có thể nhận được sự giới thiệu của cấp trên hay quý nhân tới những cơ hội việc làm thú vị, những dự án học tập giúp nâng cao trình độ chuyên môn. Chính vì vậy, đừng ngần ngại, đừng sợ hãi khi phải đối diện với những thử thách mới. Việc vừa làm, vừa học sẽ khiến bạn tiến bộ nhanh chóng, giúp bạn đón nhận những thành công lớn hơn trong tương lai. Đặc biệt, tháng này không chỉ là thời gian để bạn làm việc chăm chỉ mà còn là thời gian để bạn khẳng định vị trí và giá trị của mình trong tổ chức. Dù bạn là người mới bước vào công việc hay đã có nhiều kinh nghiệm, đừng ngại thể hiện quan điểm, ý kiến của bản thân. Chính những đóng góp của bạn có thể giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, mang lại những thành quả không ngờ. Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong mắt những người lãnh đạo và đồng nghiệp. Mặc dù vận trình công danh có sự thuận lợi lớn, nhưng điều quan trọng là bạn không được lơ là hay chủ quan. Cần phải thận trọng trong từng hành động, cử chỉ và cách cư xử. Đặc biệt, bạn cần tránh thái độ kiêu ngạo hay coi thường người khác, bởi điều này có thể tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân ghen ghét, tìm cách hãm hại bạn. Một sự bất cẩn nhỏ trong cách ứng xử có thể làm mất đi những cơ hội quý giá mà bạn đã xây dựng được. Vì vậy, hãy luôn tỉnh táo, luôn giữ sự khiêm nhường và sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp để ngày càng hoàn thiện bản thân. Đối với các dự án quan trọng, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào thực hiện. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ kiên nhẫn và quyết tâm để hoàn thành nó một cách xuất sắc. Những dự án dở dang không chỉ gây thất vọng cho bản thân mà còn có thể làm mất đi niềm tin từ cấp trên và đồng nghiệp. Chính vì vậy, dù công việc có khó khăn hay vất vả đến đâu, đừng từ bỏ giữa chừng. Hãy làm hết sức mình, bởi thành quả mà bạn đạt được sẽ xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tài lộc, vận trình tài chính tháng 11 năm 2024 của người tuổi Canh Thân. Khi nói về tài lộc trong tháng 11 năm 2024, người tuổi Canh Thân chắc chắn sẽ có một thời kỳ đầy thuận lợi và hanh thông. Các tin xuất hiện mang lại cho bạn một nguồn năng lượng tích cực để không chỉ phát triển sự nghiệp mà còn giúp bạn đạt được những thành công về tài chính. Đây chính là thời điểm mà những cố gắng bền bỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Các công việc mà bạn đảm nhận sẽ đem lại cho bạn những kết quả ngoài mong đợi, không chỉ giúp bạn đạt được thu nhập ổn định mà còn mở ra nhiều cơ hội mới. Với những người làm công ăn lương, cuối năm này bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ cấp trên và đồng nghiệp nhờ những đóng góp quý giá của mình. Bạn sẽ giúp tập thể tìm ra những giải pháp tối ưu hơn, tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời đem lại nhiều lợi ích lớn hơn cho công ty. Sự sáng tạo và tinh thần cầu tiến của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận và điều đó sẽ dẫn đến các khoản thưởng nóng, hoa hồng hay thậm chí cơ hội tăng lương. Cùng với những khoản thu nhập này, bạn sẽ có thể cải thiện cuộc sống, đồng thời củng cố động lực để tiếp tục phấn đấu trong công việc. Đối với những ai làm kinh doanh, tháng này sẽ là cơ hội để bạn phát triển mạnh mẽ, thu hút khách hàng mới và gia tăng lợi nhuận. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra xu hướng thị trường và nắm bắt cơ hội. Dù công việc bận rộn đến đâu, bạn vẫn có thể thu về một khoản lợi nhuận lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Nếu bạn có kế hoạch đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, tháng 11 là thời điểm cực kỳ lý tưởng để thực hiện điều đó. Bạn sẽ không chỉ tìm được những đối tác đáng tin cậy mà còn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, những người có thể dẫn dắt bạn tới những cơ hội lớn. Với những ai đang có những khoản đầu tư trước đó, tháng này sẽ là lúc bạn nhận thấy những khoản đầu tư của mình bắt đầu sinh lời, mang lại những nguồn lợi nhuận không ngờ. Thậm chí, một số người có thể sẽ may mắn trúng thưởng, nhận được một khoản tiền lớn từ các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, dù bạn có tài chính dư giả, đừng quên rằng quản lý tiền bạc là yếu tố quan trọng giúp bạn duy trì sự thịnh vượng lâu dài. Hãy chi tiêu hợp lý và có kế hoạch đầu tư thông minh để tiếp tục phát triển tài chính ổn định trong tương lai. Sức khỏe, tháng 11 năm 2024 của người tuổi Canh Thân. Sức khỏe là một yếu tố rất quan trọng trong tháng 11 năm 2024 và đối với người tuổi Canh Thân, đây là thời gian khá thuận lợi. Tinh thần tích cực, lạc quan sẽ giúp bạn duy trì một sức khỏe tốt.
bạn sẽ không gặp phải những vấn đề lớn về thể chất. Ngược lại, cơ thể của bạn sẽ có những dấu hiệu tích cực nhờ vào sự chăm sóc đúng mức và việc giữ cho tâm lý luôn ổn định. Thực tế, một tinh thần vững vàng, thái độ sống tích cực là những yếu tố then chốt giúp canh thân giữ gìn sức khỏe và năng lượng để đối mặt với công việc và cuộc sống. Dù công việc có bận rộn đến đâu, bạn cũng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và duy trì một lối sống khoa học. Ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và tham gia vào các hoạt động thể thao sẽ giúp bạn giữ được sức khỏe tốt. Sức khỏe không chỉ là vấn đề thể chất mà còn là sự cân bằng trong tâm trí và cảm xúc. Vì vậy, nếu có lúc cảm thấy quá căng thẳng hoặc gặp phải những áp lực trong công việc, đừng ngần ngại tìm đến những người bạn thân, người tin cậy để chia sẻ, giúp bạn giải tỏa những lo âu và vượt qua khó khăn. Tình duyên và gia đạo, vận tình duyên tháng 11 năm 2024 của người tuổi Canh Thân. Cuộc sống tình cảm của người tuổi Canh Thân trong tháng 11 năm 2024 sẽ có những bước tiến mới đầy thú vị và đáng mong đợi. Những người còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người đặc biệt và có thể sẽ tìm thấy một nửa phù hợp. Đặc biệt, sự tự tin, thoải mái trong giao tiếp sẽ giúp bạn mở lòng hơn và tạo dựng những mối quan hệ sâu sắc. Đừng ngần ngại để bản thân thể hiện chính mình, bởi khi bạn là chính mình, bạn sẽ trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Trong gia đình, cuộc sống của Canh Thân sẽ ổn định, hòa thuận. Những cặp đôi có thể nhận được tin vui về con cái, điều này sẽ mang lại hạnh phúc lớn lao, tạo động lực để bạn càng thêm cố gắng trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, sự nổi bật của bạn trong công việc có thể thu hút sự chú ý của những. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Canh Thân sinh 1980 trong tháng 11 năm 2024. Tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch, tuổi Canh Thân như được đón nhận một làn sóng cát khí mạnh mẽ. Đây là thời điểm mà vũ trụ sẽ mở ra những cơ hội mới, giúp con giáp này đạt được những thành tựu ngoài sức mong đợi. Công việc, sự nghiệp của bạn trong tuần này có một khởi đầu đầy hứa hẹn. Bạn sẽ cảm nhận được sự tràn đầy năng lượng, một nguồn sức mạnh tinh thần dồi dào để phát huy hết khả năng của mình. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trước đó của bạn giờ đây đã đến lúc gặt hái thành quả. Đối với những người làm kinh doanh, đầu tư, đây là thời điểm vô cùng thuận lợi để mở rộng mối quan hệ với khách hàng và đối tác. Sự kết nối giữa bạn và những người xung quanh sẽ rất hài hòa và suôn sẻ nếu bạn thể hiện sự thẳng thắn và rõ ràng trong các cuộc trao đổi. Cộng với khả năng làm việc hết mình, bạn sẽ dễ dàng xây dựng được mối quan hệ hợp tác ăn ý, từ đó mang lại những cơ hội làm ăn mới và tài lộc dồi dào. Những dự án bạn bắt đầu trong giai đoạn này có thể sẽ đạt được kết quả bất ngờ, vượt ngoài kỳ vọng. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Trong tuần đầu tháng này, ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, báo hiệu rằng bạn sẽ cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân. Những thành tựu mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này có thể sẽ khiến kẻ xấu ganh ghét, thậm chí tìm cách hạ bệ bạn. Chính vì vậy, bạn cần phải cảnh giác và luôn giữ vững sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Chỉ có vậy, bạn mới có thể bảo vệ được những thành quả mà mình đã vất vả gây dựng. Về mặt tài chính, đầu tuần có thể sẽ có những biến động. Kiếp tài án ngữ cảnh báo rằng bạn dễ bị hao tài tốn của nếu không cẩn trọng trong chi tiêu, đặc biệt là khi đi chơi ở những nơi đông người. Cẩn thận với ví tiền, tài sản của mình trong những dịp như vậy, đừng để những phút vui chơi thoáng qua khiến bạn phải hối hận vì mất tiền không đáng có. Hãy duy trì sự tỉnh táo trong mọi tình huống để bảo vệ tài chính của mình. Về tình duyên, tháng mới mang đến vận đào hoa mạnh mẽ. Những người độc thân có thể sẽ gặp được tình yêu đích thực trong những dịp du lịch hay trong những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Mối quan hệ của bạn sẽ được thắp sáng bằng những tia lửa tình yêu nồng cháy. Đối với các cặp đôi, đây là khoảng thời gian tuyệt vời để củng cố tình cảm, hâm nóng mối quan hệ, giúp hai bạn càng thêm gần gũi và thấu hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, dù công việc và tình cảm đều đang thăng hoa, bạn cũng không nên quên chăm sóc sức khỏe của mình. Đừng để công việc cuốn đi hết thời gian của bạn mà quên đi việc chăm sóc bản thân. Hãy đảm bảo rằng bạn vẫn duy trì được một lối sống cân bằng và lành mạnh với thời gian nghỉ ngơi hợp lý để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Quý nhân, Ý, Thìn. Tiểu nhân, Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn, 8, cam. Con số may mắn, 65, 62.
1986. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch mang lại cho tuổi Canh Thân những tin vui, không chỉ về sự nghiệp mà còn về tình cảm. Các khí dưỡng giúp con giáp này đón nhận nhiều cơ hội mới, làm rạng rỡ thêm vận trình của mình. Công việc trong tuần này sẽ khá thuận lợi, bạn nhận được sự công nhận từ cấp trên nhờ khả năng làm việc sáng tạo và linh hoạt. Những khó khăn trước đây sẽ dần được giải quyết một cách êm đẹp, giúp bạn đạt được thành công mà mình mong muốn. Nếu bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, đây chính là thời điểm vàng để bạn có thể phát triển và gia tăng thu nhập. Các thần thực thần che chở, mang đến một nguồn tài chính dồi dào khi mà các giao dịch, hợp đồng làm ăn đều thuận lợi. Tiền bạc sẽ đổ về nhà bạn một cách ồ ạt, nhưng điều quan trọng là bạn cần phải quản lý tài chính một cách thông minh. Đừng vì được tiền bạc mà dung tay quá tráng, bởi nếu không cẩn thận, những khoản chi tiêu không cần thiết có thể khiến bạn mất đi một phần của cải. Trong tuần này, một số người còn có thể đón nhận tin vui bất ngờ như trúng số, trúng thưởng. Tuy nhiên, bạn cần phải có một kế hoạch chi tiêu hợp lý để sử dụng số tiền này đúng mục đích, tránh để tiền bạc bay hơi vì những sở thích nhất thời. Cần phải có sự tỉnh táo trong việc quản lý tài sản của mình. Về công việc, mọi thứ đều diễn ra khá thuận lợi. Bạn sẽ nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên nhờ khả năng sáng tạo vượt trội và ứng biến nhanh chóng trước những tình huống bất ngờ. Những ai đang thực hiện các công việc tay trái cũng sẽ có cơ hội nhận được khoản thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuy nhiên, trong lúc công việc suôn sẻ, bạn cũng cần phải lưu ý đến lời ăn tiếng nói của mình, bởi khẩu thiệt có thể dẫn đến những rắc rối không đáng có. Đôi khi chỉ một câu nói vô tình có thể ảnh hưởng đến uy tín của bạn, vì vậy, hãy cẩn thận và suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn. Về tình cảm, các cặp đôi sẽ có cơ hội giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó. Thời gian qua đã giúp hai bạn hiểu nhau hơn, thấu hiểu được tình cảm của mình dành cho nhau. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn ngày càng trở nên bền chặt hơn và tình yêu cũng trở nên sâu sắc, ngọt ngào hơn. Người độc thân có thể cũng sẽ tìm thấy đối tượng phù hợp, nhưng hãy nhớ rằng tình yêu không phải là điều có thể vội vã được, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và chân thành. Quý nhân: Ý, Thìn. Tiểu nhân: Dần, Tuất. Màu sắc may mắn: trắng, xanh. Con số may mắn: 37, 64, 59. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Bước vào tuần thứ 3 của tháng 11 âm lịch, tuổi Canh Thân sẽ cảm nhận được sự thịnh vượng trong cả sự nghiệp và tình cảm. Đây là thời điểm mà bạn có thể nhận được những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Chính ấn mang lại cho bạn một tuần thuận lợi trong công việc, giúp bạn có cơ hội thể hiện được năng lực và khả năng sáng tạo của mình. Công việc tiến triển mạnh mẽ và có thể đạt đến đỉnh cao mới, bạn sẽ cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm được. Với sự giúp đỡ của quý nhân, bạn có thể đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp, và đây là thời điểm thích hợp để bạn chứng minh mình có thể làm được những điều lớn lao. Hãy chủ động nắm bắt những cơ hội này để phát triển bản thân và thăng tiến nhanh chóng trong công việc. Những ai đang làm các công việc tay trái cũng sẽ thu về lợi nhuận xứng đáng, và đây là lúc bạn có thể cảm nhận được sự thành công sau một thời gian dài cống hiến. Về tài chính, dù có những dấu hiệu tích cực, nhưng bạn cần phải chú ý đến sự thăng trầm của vận may. Tiền bạc giàu nhiều nhưng khó tích tụ được lâu dài. Kiếp tài có thể khiến bạn gặp phải những khó khăn tài chính nếu không cẩn trọng trong việc quản lý chi tiêu. Chính vì vậy, bạn cần phải có một kế hoạch tài chính rõ ràng, thay vì chi tiêu một cách vô tội vạ, để bảo vệ được tài sản của mình. Về tình cảm, trong tuần này, bạn sẽ có những bước tiến quan trọng trong chuyện tình cảm. Những người độc thân có thể tìm thấy người yêu lý tưởng và cảm nhận được tình yêu đích thực. Các cặp đôi có thể hâm nóng tình cảm, tìm lại được sự đồng điệu trong tâm hồn và thêm gắn kết với nhau. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để các bạn cùng nhau thực hiện những kế hoạch tương lai và xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Quý nhân: Thìn, Dậu. Tiểu nhân: Dần, Mão. Màu sắc may mắn: nâu, vàng. Con số may mắn: 56, 97, 16. Cuối cùng, tử vi tuần 4 tháng 11 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tử vi tuần 4 tháng 11 âm lịch của tuổi Canh Thân 1980
hứa hẹn sẽ mang đến những biến chuyển đầy tích cực và cơ hội mới. Dưới sự chiếu mệnh của Thái Dương Thiên Diệu, bạn sẽ đối mặt với nhiều thử thách nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc đổi thay thú vị. Dù gặp phải nghịch cảnh, tâm trạng của bạn vẫn luôn giữ vững sự lạc quan, đó là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Trong sự nghiệp, vận may đang mỉm cười với bạn, đặc biệt là nam mệnh tuổi Canh Thân. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tỏa sáng với những cơ hội bất ngờ từ quý nhân, đặc biệt là trong các dự án mà bạn đang đảm nhận. Bạn là người chăm chỉ, ham học hỏi và có một khát khao không ngừng vươn lên. Sự siêng năng và trí tuệ sẽ trở thành những bàn đạp giúp bạn đạt được những thành công đáng kể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự thành công chỉ đến khi bạn hành động nhanh chóng. Nếu cứ do dự và chần chừ, cơ hội có thể vụt mất. Hãy tận dụng sự giúp đỡ của người khác để bù đắp cho những điểm yếu của mình, và khi ấy, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng. Về phương diện tài chính, vận may sẽ đến với bạn một cách bất ngờ. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn sẽ được đền đáp, nhưng hãy chú ý rằng những kết quả tốt đẹp sẽ đến khi bạn không ngừng vươn tới mục tiêu và học hỏi từ người khác. Tính hiếu thắng và sự thông minh sẽ là những yếu tố giúp bạn bứt phá, nhưng đừng quên rằng đôi khi cần có sự phối hợp với người khác để đạt được thành công lớn. Về tình cảm, đối với những người độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để mở lòng và đón nhận tình yêu. Nam mệnh nên năng động và chủ động hơn, trong khi nữ mệnh cần trở nên dễ tính và cởi mở hơn. Kén cá chọn canh có thể khiến bạn lỡ mất cơ hội tìm được người bạn đời như ý. Đừng quá khắt khe trong tình cảm, hãy sống chân thành và tự tin, kết bạn với những người có tâm hồn đồng điệu với mình. Đơn giản, chân thành và tình yêu đích thực sẽ đến khi bạn không còn tính toán, lo lắng. Đặc biệt, trong tuần này, bạn sẽ được quý nhân phù trợ từ những người tuổi Sửu và Dậu. Họ sẽ là nguồn động lực và trợ lực mạnh mẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Tuy nhiên, cần cẩn thận với những người tuổi Tỵ và Ngọ, họ có thể gây cản trở cho bạn trong công việc và các mối quan hệ. Màu sắc may mắn của bạn trong tuần này là nâu và vàng, chúng sẽ giúp bạn thu hút năng lượng tích cực và vận khí tốt. Các con số may mắn mà bạn có thể lưu ý là 12, 76 và 98. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Canh Thân sinh năm 1980 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thân 2024, bước vào năm con rồng, tuổi Canh Thân nam mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới được. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự, đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi đương số cần kiềm chế tốt cảm xúc, tôn trọng đối phương và dành nhiều thời gian chăm sóc họ. Cách hóa giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy,
không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Đối với nữ mạng tuổi Canh Thân sinh năm 1980, theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Thủy Diệu là sao vừa mang lại điềm tốt vừa có điềm trở ngại. Về mặt tốt, tinh tú này chủ về tài lộc dồi dào, tiền hết lại có, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Về mặt xấu, sau này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao này chiếu cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn toán tận. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thân 2024, bước vào năm con rồng, tuổi Canh Thân nữ mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới được. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự. Đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi đương số cần kiềm chế tốt cảm xúc, tôn trọng đối phương và dành nhiều thời gian chăm sóc họ. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng sát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay dạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là dương cao, dương xa, nhưng thật ra, bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những ai tu luyện được những giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báo sẽ hiện tiền, đời sau bao đời cháu con hưng dượng. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại.